Thanh Tùng kính gửi lời chào tới mọi quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Khách mời trong chương trình ngày hôm nay bên tay trái Thanh Tùng, bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Net Việt TV. Bên tay phải Thanh Tùng, cô em gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Quý vị ơi, em là con người không có sân si, em không có thích màu sắc, em không có thích người khác chặt chém em như hôm nay. Này là màu của mùa thu phải không? Đúng, mùa thu rồi mà, cho nên phải lá vàng. Nhưng mà vàng này nó hơi bị rực vàng rực lắm. Dạ, đúng rồi. Hay sân, mùa sân. Ok, thì quý vị thấy hôm nay rằng là hai anh em tụi em là cùng về một team xanh. Team xanh, team nhu mì. Màu của trend bây giờ. Đó, ok. Rồi, quý vị ở chương trình hôm nay tụi em có nhiều thông tin hấp dẫn lắm nha quý vị. Thông tin liên quan tới chủ nhân các cơ sở thương mại dịch vụ. Nếu có gì đủ điều kiện, có gì có thể sẽ nhận được một cái grant lên tới 25.000 đồng. Wow. Làm sao để ghi danh. Rồi, chương trình hôm nay là thông tin liên quan tới việc là mở ra nhận đơn ghi danh cho Housing Section 8. Lấy cái voucher về để trả tiền thuê nhà cho mình. Sắp mở ra rồi, làm sao để ghi danh nha, có gì làm sao đủ điều kiện. Tuy nhiên, trước hết cho thêm giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Fresh Produce and Seafood Market mới khai trương do người Việt làm chủ. Đặc biệt, mỗi ngày đều có cá tươi đi câu về, đủ các loại seafood, có lò cá chiên tại chỗ, có thịt heo rừng, dê nai, đủ các loại rau và trái cây tươi mới. Fresh Produce and Seafood Market bảo đảm chất lượng cao mà giá cả nhẹ nhàng nhất dùng. Có những EBT Food Stamps. Fresh Produce and Seafood Market tại 156 South Jackson Avenue San Jose, trong khu Jackson Center góc đường Capitol Expressway và Jackson Avenue 408. 4495175. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lẻ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tolly Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Rồi, như thường lệ, có thực mới vượt được đạo. Cuối tuần lễ này trời mát mẻ này chị Ngân Hà, có món gì không? Mát mẻ nhưng mà chị có rất là nhiều món luôn, nhưng mà chị muốn chia sẻ cái món này là tại vì chị mới về làm. Thành ra chị thấy nó ngon quá. Thường là mình hay làm là sườn non xào chua ngọt. Nhưng ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ là không phải là sườn non mà là tôm sốt chua ngọt. Tôm sốt chua ngọt. Hoặc là tôm, người ta nói sốt nước mắm mè. Tôm sốt nước mắm mè. Đó. Tôm rang mè đó. Tôm rang mè, tôm rang mè đó. 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 Ngon, cực kỳ ngon luôn. Bởi vậy chị nói là trời ơi, phải chia sẻ mà làm rất nhanh, nhanh gọn lẹ chỉ trong vòng 10 phút thôi. Nhanh đến như vậy cho nên là Ngân Hà muốn chia sẻ để mà quý vị nào bận rộn mà muốn có một cái bữa cơm mà nó ngon, ăn nó bắt
cơm á, thì mình làm vậy chỉ trong vòng 10 phút thôi. Đầu tiên hết á, thì mình có thể làm tôm càng xanh nè, tôm bạc, tôm thẻ. Nghĩa là tất rất là nhiều loại tôm, nhưng mà tại vì nhà của ngân hà là ai ăn cũng sợ, cũng ngại cái mà lột vỏ tôm á, cho nên ngân hà làm tôm mà mua ở trong chợ Lucky hoặc là Safeway là nó bán cứ một bịch dày 2 bao có 16 con thôi, nhưng nó lấy cái chỉ đen ra rồi và cái vỏ tôm nó rất là dễ lột, tại vì nó đã hở ra rồi, cho nên mình lột mình để lại cái đuôi thôi, là chỉ trong vòng nha, khi mình về ha, mình mua rồi mình rửa rồi mình để đó phải không, cho nó ráo. Bắt đầu mình cho nửa cái cây bơ, mà bơ lạc đó, đó nửa cây bơ lạc mình cho lên chảo, khi nó vừa chảy ra thì mình cho một muỗng canh, nhớ nha, một muỗng canh tỏi xay. Khi mình cho tỏi xay vô rồi á thì mình xào lên cho nó thơm, nó vừa thơm mùi, nó đừng có để nó cháy khét mà nó bị đắng nha, nó thơm, nó hơi dậy, nó hơi vàng vàng, thì bắt đầu mình cho tôm vô, mình cho tôm vô mình xóc lên mà chưa nêm gì hết nha, chỉ có tôm với lại tỏi thôi, mình xóc nó lên trong vòng nghĩa là cỡ mấy phút, và tại tôm nó rất là mau chín, nó vừa ngã màu hồng hồng là mình vớt ra, rồi bắt đầu mình làm cái sốt me rất là ngon mà rất là dễ nữa. Sốt me thì mình có cái me mà người ta hay bán nguyên một cái thanh như vậy luôn nè, dày vậy nè, là cái me giống như là me ngà, me vắt đó của Thái Lan á. Mình lấy một miếng rồi mình ngâm nước sôi, mình lấy cỡ một muỗng canh thôi rồi mình ngâm nước sôi. Khi mà nó vừa ra cái nước đó thì mình cũng bắt một cái chảo lên, cái chảo đó đó, cái chảo mà mình xào tôm đó, thì mình để chảo đó cho một muỗng canh dầu ăn. Rồi cái mình cho tỏi vô, bắt đầu phi vừa thơm một cái, cho 4 muỗng canh cái nước cốt mè đỏ, 2 muỗng canh dung nha, đường, 2 muỗng canh nước mắm và một xíu thôi, cỡ nửa muỗng canh sốt cái sa tế tôm. Nếu mình có sa tế tôm thì mình bỏ vô, còn không có thì mình cũng có thể bỏ bất kỳ một sa tế nào hoặc là sriracha. Rồi mình mới ninh cái đó lên cho nó, bắt đầu cái nó hơi sệt sệt lại. Mà nhớ nêm theo một lần nữa theo khẩu vị của gia đình. Có thể là gia đình mình ăn mặn hơn, hoặc ngọt hơn, hoặc chua hơn. Thì mình làm vậy, nhưng mà ngân hà nêm như vậy là thấy đủ là vừa ăn rồi đó. Thì khi mà nó vừa sệt sệt rồi á, mình đổ hết cái tôm nó vô, rồi mình xóc lên. Rất là nhanh luôn, chỉ trong vòng cỡ 1 phút, 2 phút thôi á, là cái nước sốt nó thấm vô mè là xong. Rồi mình cho, nếu mà có nhiều người thích giống như là hành tây á, mình cắt muối cao á, mình bỏ vô, mình xóc trong khi mà mình bỏ vậy, hoặc là thêm một vài cái ớt chuông cho nó có màu, nhưng mà tại nhà Hà không ai ăn ớt chuông hết á, thì Hà chỉ làm đơn giản vậy thôi, xóc lên ăn rất là ngon. Em biết ăn nó vừa chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, ăn với cơm ngon cực kỳ. Hấp dẫn ha, nhưng mà em nói thiệt nha quý vị, em á, là đứa không có vô bếp mà không có kiến thức gì về bếp hết trơn, cho nên hôm nay em học được một cái thành phần gia vị mới mà hồi đó chợ Thanh Tùng chưa bao giờ biết, sa tế tôm. Em chưa bao giờ nghe trơn á. Dạ có hả? Dạ có, mà chợ bán nhiều lắm. Cái đó nếu mà theo công thức của Thảo làm đó, là tôm khô mình xay ra thì mình cũng xào sa tế giống như trên cái bình thường, mà trước khi là mình bỏ ớt vô là mình xào tỏi, xào xả bầm á, rồi mình xào tôm khô đó trước, không mình đã xay rồi, mình xào cho tôm khô nó hơi cháy xém rồi, lúc đó mình bỏ ớt cho mình xào. Mình xào 45 phút mới được món sa tế tôm. Có không? Vậy đó hả? Còn ngoài không thôi đi ra chợ mua, cũng có. Dạ có, nhưng mà ở ngoài chợ thì tao không thích nè, ngoài chợ nó có lẫn cẩn như cái mùi nào mà mình không thể ăn sống được. Thí dụ mình ăn bún bò Huế đi, mình có thể ăn món sa tế tôm rất là được. Còn mình xào thì mình dùng sa tế mình đúng mua sẵn rồi, ngoài chợ. Đúng. Còn cái sa tế tôm sẵn ngoài chợ mình không thể nào mình ăn với bún bò hay gì được hết. Dạ. Nghĩa là mình cũng phải sơ chế phải lại chế thì mình mới ăn được. Dạ. Còn nếu mà như là Thảo mà làm sa tế tôm ở nhà là mình ăn ngon lành, mình có thể ăn sống cũng được luôn. Wow. Hôm nay Thanh Tùng mới được học đâu có gì, cho nên làm việc chung. Đó, bà chị Ngân Hà với Thanh Thảo là cứ mỗi ngày, mỗi tuần là được học một chút vậy đó. Mà hy vọng rằng là nó còn nằm đây. Chứ em giỏi quá không có gì. Em học mà về đồ ăn, nấu ăn, học đây cái nó chạy qua đây hết trơn. Không biết tại sao luôn, có gì. Rồi, hôm nay là mình có món tôm, gọi là tôm sauce, nước mắm mè. Đúng. Ồ, nghe hấp dẫn, có gì thử nha.
Mà đặc biệt em nghe chị Ngân Hà tả có 10 phút thôi là gọn gàng vô cùng. Nhanh lắm, tại tôm không chín lắm. Đây cũng là một trong những cách mà lũng nồi cơm đó quý vị. Lũng nồi cơm luôn á. Cảm ơn chị Ngân Hà. Còn mình có món gì cuối tuần này không Thảo? Dạ có, hôm nay Thanh Thảo sẽ chia sẻ cho quý vị cái món này là món gà nấu thơm. Gà nấu thơm thường thì thơm mình hay kho cá nè, kho thịt thì rất là ngon, tại vì cái nước thơm khi mà ra thấm vào những món ăn mặn á thì nó tạo cho mình kích thích cái thích vị lắm. Thì khi mà kho với gà thì cũng rất là ngon, quý vị có thể ăn cái món này với bún hoặc là với bánh mì, cơm trắng cũng rất là ngon. Gà kho với thơm. Dạ. Em cũng lần đầu tiên nghe luôn quý vị. Rồi bây giờ trong khi chờ đợi Thanh Thảo đi bắt gà, mời quý vị xem một số các quảng cáo của tụi em. Tụi em sẽ trở lại ngay với quý vị. Thanh Thuận kính gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Thuận. Rồi hồi nãy ở phần 1, chị Ngân Hà đã chia sẻ cách để quý vị chuẩn bị món tôm mà quý vị sốt chung với lại nước mắm mè, nghe rất là hấp dẫn. Còn bây giờ ở phần 2 là phần mà gà, mà không phải là gà kho gừng nha quý vị, mà là gà kho với thơm, là dạ, cái trái thơm mà người Bắc gọi là trái khóm. Đúng rồi, rồi. Gà kho thơm của em ra sao đi Thảo? Dạ, gà kho thơm ấy, thì nguyên liệu của mình sẽ là gà và trái thơm là nguyên liệu chính thưa quý vị. Thì đây là Thanh Thảo làm con gà khoảng 2 pound đi. Mình mua ngoài chợ một con gà mái, thường thường thì Thanh Thảo thấy mình làm những món kho đó thì gà mái vẫn ngon hơn là gà trống. Thì theo Thanh Thảo thì Thanh Thảo hay ăn gà mái hơn nha. Rồi quý vị sẽ xài khoảng nửa trái thơm thôi, để thơm nhiều quá nó cũng sẽ làm cái món ăn của mình nó bị chua đi. Nguyên liệu chính là như vậy. Thì khi mua về thưa quý vị, gà đó mình cắt, mình chặt theo cái gia đình mình ăn hay kho đó, thì Thanh Thảo nghĩ là một cục khoảng là 3 cm² gì đó, 3 hoặc 4 cm². Rồi quý vị chặt để ráo, rửa gà thiệt là sạch bằng qua muối nha, tại vì mùi gà hay có một cái mùi tanh tanh, nếu mình chế biến không kỹ á, thì rất là khó ăn. Thì mình rửa sạch qua muối rồi mình để thiệt là ráo, để qua một bên. Sau đó quý vị chỉ cần ướp vào trong thịt gà dùm cho Thanh Thảo là 1 muỗng canh bột nêm thôi, để đó, để sang một bên. Rồi mình sơ chế thơm nha quý vị. Thanh Thảo chỉ xài khoảng nửa trái thơm. Thì nửa trái thơm á, mình cắt làm đôi, mình bỏ đi cái phần ruột thơm ra rồi, thì mình cắt vuông khoảng 1 cm, cắt làm tư, sau là 1 cm được nửa quả. Thì khi mà mình được một cái thố thơm đó, quý vị bỏ dùm vào cái thố thơm dùm Thanh Thảo 2 muỗng canh đường. Khi mà mình trộn đều lên thì mình để đó khoảng 15 phút, thì cái thố thơm đó nó sẽ chảy ra một lượng nước. Nước đó là từ đường thấm vào thơm đưa ra. Đừng bỏ nha quý vị, giữ nước đó dùm Thanh Thảo. Bây giờ bắt đầu mình sẽ xào gà, mình kho gà nè. Quý vị cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, cho vào khoảng 1 muỗng canh hành tím băm á, với lại 1 miếng tỏi nữa. Mình xào cho thơm, hơi thơm. Mình cho toàn bộ gà mà hồi nãy mình ướp với bột nêm đó, mình xào cho săn miếng gà. Rồi quý vị săn thôi nha. Quý vị cho toàn bộ cái phần nước thơm chảy ra trong cái thố thơm đó, mình cho vô. Rồi mình đảo qua đảo lại cho nó thấm với thịt gà. Rồi quý vị cho vào 1 miếng lượng nước xăm sắp gà thôi. Rồi quý vị cho vào đó 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường và thêm một tí xíu tiêu nữa thôi, không bỏ thêm bột nêm nữa. Thế lúc nãy mình có 1 muỗng canh bột nêm rồi. Rồi khi mà quý vị kho khoảng 30 phút mình thấy xăm sắp rồi, quý vị cho toàn bộ phần thơm đó quý vị cho vô, và mình để kho thêm khoảng 7-8 phút nữa thôi, thì cái lượng thơm nó sẽ ra, cái nước nó sền sệt. Nếu mà quý vị muốn ăn với bún thì mình cho nước thêm nhiều tí xíu, còn nếu quý vị ăn bánh mì hay là cơm thì mình cho nước sền sệt thôi, thì nó rất là ngon. Sau khi mà mình thấy thơm đã xăm sắp sền sệt rồi thì đương nhiên quý vị sẽ nêm lại theo khẩu vị của mình. Thì thưa quý vị, cái món này á, thì mình nhìn mắt vào thì nó không có đẹp, thì nãy giờ mình toàn không có cái nào tạo ra màu hết. Thì với Thảo á, Thảo muốn cho cái món này nó có xíu màu đẹp á, thì khi mà Thanh Thảo ướp gà, Thanh Thảo có cho thêm vào khoảng 3-4 giọt dầu cái đó gọi là nước
nước màu á, 3-4 giọt hay đừng có nhiều quá. Tại vì nó chỉ hơi ngả màu vàng theo màu thơm thôi, chứ không đen như là mình kho thịt kho cá nha quý vị. 3-4 giọt thôi, mình trộn trong con gà thì khi mình nấu lên cùng với nước thơm ra, nó sẽ tạo một cái màu vàng theo cái màu thơm thì rất là đẹp. Có một số người như hồi đó Thanh Thảo ở Việt Nam á, thì Dượng Thanh Thảo nấu món này á, thì cái thơm á, là Dượng Thanh Thảo sẽ rim trước mới bỏ vô. Nhưng mà Thảo thấy cách đó sẽ làm cho cái miếng thơm mình nó mềm, nó đi và nó mặn nữa. Trên Thanh Thảo làm cách của Thanh Thảo là thơm chỉ bỏ vào sau khi mình nấu, nó vẫn tạo ra một cái hương vị rất là ngon. Nó không có quá đậm, cũng không có quá nhiều gia vị, mình ăn nó dễ hơn. Đó là cách của Thanh Thảo. Em nói là món này là gà kho thơm này là ăn chung với bún. Nếu mà mình bỏ mình muốn ăn nhiều bún nước, mình cho nước nhiều tí xíu và mình đừng có nêm mặn quá, tại mình ăn với bún cho nó hơi sền sệt thì đó, nó ngon lắm quý vị. Ăn với bún tươi á, rồi còn mình ăn bánh mì cũng rất là ngon, thì mình làm đặc hơn tí xíu. Mình ăn với bánh mì, ăn với cơm cũng đặc được luôn. Đó là tới ăn với cái gì á thì mình chú trọng những cái chuyện nêm. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì đó là món rất là đặc biệt. Đây là hôm nay là quý vị thấy cuối tuần này là cả nhà của mình ha, tôm. Bữa nay là gà nha quý vị. Rồi quý vị thử ra tay dùm cho Thanh Tùng cuối tuần này. Cảm ơn chị Ngân Hà, cảm ơn Thanh Thảo. Đây là những món mà Thanh Tùng bảo đảm với quý vị rằng là đều rất là bắt miệng luôn. Rất là bắt miệng. Quý vị còn có món gì khác quý vị có thể bình đúng luận rồi. Quý vị chỉ, quý vị chia sẻ, quý vị dạy cho chị dạ, em tụi rồi, em dạ. Để tụi em có cơ hội tụi em giới thiệu nhiều món cho bà con của mình. Chứ món tiếng Việt, cái món của người Việt mình thì nhiều lắm. Dạ. Ba miền mà, trải dài ba miền Bắc Trung Nam. Rồi bao nhiêu năm nữa thành ra có nhiều món ngon mà không phải ai cũng biết. Quý vị có món nào chia sẻ với tụi em thì em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi còn bây giờ là thông tin liên quan tới giải độc đắc của Powerball 1.7 tỷ đã có người trúng. Ủa vậy hả? Và người trúng đó ở Cali. Người trúng đó ở Nam Cali. Tức là giải Powerball khi mà sổ ra vào tối của hôm thứ Tư của tuần này đó quý vị, thì giải lên tới là 1.765 tỷ Mỹ Kim. Wow. 1.765 tỷ Mỹ Kim. Dạ, sổ ra những con số 22, 24, 40, 52, 64 và số Powerball là con số 10. Vé trúng thưởng chỉ có một vé trúng thôi nha quý vị. Chỉ một vé trúng mà thôi nha quý vị. Được bán ra ở một cái tiệm rượu. Tiệm rượu có tên là Midway Market and Liquor ở Frazier Park. Đây là cái thành phố nó thuộc về quận hạt Kern County. Dĩ nhiên là từ đêm hôm qua, từ đêm thứ Tư cho tới sáng thứ Năm là nguyên cái tiệm rượu này bà con gọi điện thoại chúc mừng quá trời. Yeah. Tiền thưởng đó, yeah. Tiền thưởng quá trời luôn. Thì cái thành phố này nè quý vị, nó nằm cách Los Angeles khoảng 75 dặm về phía bắc. Lần đầu tiên em nghe cái thành phố này đó. Yeah. Thành phố Frazier Park là 75 dặm nằm về phía bắc của Los Angeles. Và thành phố này chỉ có 2.600 cư dân sống thôi. Trời ơi. Có vậy đó mà trốn đó, trong khi mình mua hen. Dạ rồi, rồi, chị có mua không? Có. Có luôn hả? Có mua hả? Có. Chị mua bao nhiêu? Mua con số à. Là 2 đồng á hả? 2 đồng à. Mua 2 đồng. Đã trúng thì 2 đồng nó cũng trúng. Mà đã không trúng rồi, có gì mua 100 nó cũng chật. Em mua bao nhiêu vậy? Em mua hết 4 đồng hai lần. Lần đầu thì không có ai trúng hết. Ừ. Xong mua thêm 2 đồng nữa. Là 4 đồng. Dạ 4 đồng. Đi 2 đồng. Đi 20. Em là 20. Mà em chưa dò quá vậy. Em chưa dò nữa. Không biết rồi trúng được đồng nào hay không nữa. Làm như cái số vậy quá vậy ơi. Cái số này em tự an ủi mình. Mỗi lần dò mà số trật thì em tự an ủi là mình chưa tới số. Trời ơi chị mua vậy. Chị nói ông xã chị ba để dưới đít ông địa đi. Không nói chứ đít ông địa ông thần tài giờ nhóc hết mà không thấy dò gì. Chị cứ để đại dưới vậy mà như khi quên cũng dò luôn. Với lại nghe ta trúng rồi là kể như khỏi dò. Như khi trúng cũng mấy chục đồng đó. Vậy hả? Dạ đúng vậy. Dạ. Thanh Thảo nói đúng. Đại đa số mọi người sau khi mua vé số chưa kịp dò mà nghe có ai đó trúng độc đắc rồi á thì thường nó dẫn tới cái tâm lý là ôi không phải mình, là mình quăng luôn tờ vé số đó, mình không thèm dò. Mà rất nhiều tờ vé số trúng giá chót cũng 2 đồng, 5 đồng, 9 đồng, 10 đồng, cũng khi vài chục đồng, cũng khi vài trăm đồng, nếu khi trúng cả ngàn. Nhưng vì cái tâm lý mà không trúng độc đắc rồi người ta không thèm ngó tới. Đó là lý do mà năm nào tháng nào nhà sổ số họ cũng rao ở trên đài, ở trên mạng.
Mấy ông mấy bà ơi, tiền trúng số miên mấy bà một đống đi nè, làm ơn tới lấy về nha, không lấy là tụi tôi là xung vào công quỹ đó. Thành ra có gì không trúng độc đắc vẫn có thể trúng được cái giải nhỏ nhỏ. Để về kiểm tra lại giá số mà em nha, chưa dò phải không? Chưa dò. Đây cũng phải dò giá số. Em cũng sẽ dò, em sẽ về dò giá số, đó là phần trúng số. Khoan, nói gì trúng số cho em hỏi thăm, nếu mà trúng á em nói thiệt, chị thích lãnh trong vòng 29 năm. Mỗi năm á là mình lãnh một lần. Và những cái năm sau đó, cứ mỗi một năm á là họ sẽ tăng cho mình 5% tiền lạm phát. Và cái năm cuối cùng á, nếu mà cộng năm cuối cùng lại thì cái tiền của mình nhận về mỗi năm như vậy đó là nó nhiều hơn so với những người mà họ lãnh một lần. Đó, chị thích lãnh một lần hay là lãnh theo từng năm? Lãnh lần, lãnh nguyên cục về. Vậy đó hả? Đóng thuế thấy mồ luôn á. Kệ, đóng thuế nhiều còn mình cũng lấy lại rất là nhiều rồi, chứ đâu có phải là mình đóng thuế hết đâu. Phải không? Nhưng mà chị sợ trúng số lắm đó. Chị mua là chị mua giống như cho nó vui vậy. Tại chị đi chợ mua đi, trộn tỷ mấy tự nói tỷ mấy gì không dùm trúng đâu. Mà tại chị năn nỉ quá chị mới mua 2 đồng. Mua 2 đồng mà sợ trúng số. Nhưng có trúng kêu tụi em nha. Không biết trúng. Biết. Em khát khao lắm, đừng sợ. Không biết trúng gọi bà bắt phone không. Còn em lấy một cọc hay là tính chia ra? Em sẽ lấy một cọc. Xong rồi có một cọc rồi em sẽ xử lý. Đúng rồi, bắt đầu mình mới tính toán là em làm gì đầu tiên? Đầu tiên trước là em phải trả nợ rồi đó. Xong rồi sau đó thì em nghĩ là em có nhiều hoài bão gì em sẽ làm hết. Dạ, có trong đó có thể là mình mua hoặc mình phát triển cái gì đó. Phát triển công việc của mình chẳng hạn, mua gì đó. Trời, em đừng nói rằng là em đang làm tivi cái em trúng số rồi cái em đổ tiền vô tivi nha Thảo. Đó là một cái ý tưởng hết sức là đổ tiền vô tivi, cái lên direct tivi đó chẳng hạn. Đáng ngăn cản. Em có nhiều ước mơ đó. Em có nhiều ước mơ đó thì những ước mơ đó cũng là công việc để kiếm để là công việc của mình thôi. Thì anh Thảo sẽ làm. Thí dụ như mở tiệm trà sữa chẳng hạn. Thế thì mở trà sữa chẳng hạn. Mở một tiệm bánh mà bánh mà là mà bánh sinh nhật chẳng hạn. Ok. Cái đó cũng hay ạ. Good. Yeah. Rất rất là good rồi. Như vậy thì cho ba chị em tụi em lại tiếp tục mơ ước nha quý vị. Em có một khát khao, có một khát lành Zano được gì. Rồi, sau phút quảng cáo tụi em trở lại thông tin liên quan tới housing. Quý vị nhớ đón xem. Tân Tường có gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Netflix TV. Chào mừng quý đến phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Ở phần 3 này thì ba chị em của tụi em sẽ kể chuyện của chị nghe về chuyện Housing Section 8. Họ sẽ mở ra để nhận đơn ghi danh của quý vị. Nếu quý vị may mắn, quý vị sẽ có voucher để trả cho tiền thuê nhà của mình. Tuy nhiên trước hết cho tụi em giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi, kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? Hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio MR2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408-294-2354. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp, thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Rồi, quý vị ơi, chương trình Housing mở ra bắt đầu từ 8 giờ sáng của ngày 23 tây tháng 10, bắt đầu nhận đơn. Và họ sẽ
đóng sổ vào lúc 5 giờ chiều có ngày 6 tháng 11. Ai là người mở ra để nhận đơn quý vị? Đó là cơ quan housing của thành phố San Francisco. Thành phố San Francisco mở chương trình housing nhận đơn của quý vị và chỉ nhận online mà thôi. Không có nhận qua giấy như trước kia nữa và cũng không nhận qua phone như một số nơi. Chỉ online mà thôi là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, lần này á thì họ dự trù là họ sổ số ra họ chọn tổng cộng khoảng 6.500. Wow, nhiều. 6.500 người may mắn. Thì mỗi một người may mắn đó sẽ được nhận một cái voucher. Dùng cái voucher này của Section 8 để trả tiền thuê nhà cho mình. Thì cho Thanh Tùng phải nói nhanh là chương trình housing này đó là được tài trợ bởi tiền của chính phủ liên bang. Liên bang nha quý vị, chứ không phải của tiểu bang, không phải của thành phố. Thành ra khi mà liên bang mà rót tiền á, họ rót xuống tiểu bang mới rót xuống các quận hạt, các cơ quan housing khác nhau. Thì mỗi nơi họ sẽ có, tùy vào tình hình nhà cửa ở địa phương, tùy vào tình hình thiếu thốn nhà cho những người mà thu nhập thấp, người ta sẽ có những chương trình phát voucher ra khác nhau. Không cơ quan nào giống cơ quan nào, nhưng giống là ở chỗ là tiền của liên bang. Mà một khi tiền của liên bang thì sao? Thì có nghĩa là trên nguyên tắc, nói về lý, trên nguyên tắc thì bất kỳ ai cũng có quyền để ghi danh xin housing ở bất kỳ nơi nào. Chứ nó không có một cái nguyên tắc nào là ở San Francisco thì chỉ dành cho dân San Francisco được housing. Dạ không, không ai dám nói với quý vị câu đó cả. Quý vị ở bên Chicago, quý vị vẫn có quyền ghi danh cho San Francisco cho chương trình housing. Nhưng đó là do về lý. Rồi bây giờ mình nói về tình. Là mỗi một địa phương đều đối mặt với tình trạng khủng hoảng về nhà cửa. Vì khủng hoảng mới dẫn đến tình trạng người vô gia cư quá trời luôn. Ở đâu cũng vậy, mà nhất là nhà cửa bây giờ đắt đỏ. Cho nên mỗi một địa phương họ sẽ có những cái điều lệ riêng. Thí dụ như họ vẫn nhận đơn của quý vị ở bên ngoài thành phố, ở bên ngoài địa phương của họ, họ vẫn nhận đơn của quý vị. Nhưng khi mà họ phát cái voucher ra đó, thì họ sẽ ưu tiên cho cư dân địa phương. Họ có quyền ưu tiên cho dân của họ. Nhưng nhận đơn thì họ vẫn nhận quý vị. Và sẽ không có ai nói không, quý vị không phải dân San Francisco, tôi không nhận đơn quý vị. Cái đó là không được. Phải nhận đơn. Nhưng mà quý vị có nhà hay không chuyện khác. Rồi bây giờ cái voucher đó là cái gì? Mình gọi là cái voucher thì có nghĩa là ai mà may mắn mà nhận được cái voucher này thì quý vị sẽ được chính phủ liên bang hỗ trợ quý vị tiền để trả tiền thuê nhà. Và tùy vào thu nhập trong gia đình quý vị là bao nhiêu mà quý vị sẽ được nhận cái tiền hỗ trợ voucher của liên bang bấy nhiêu. Thu nhập gia đình mình càng cao thì cái tiền hỗ trợ voucher đó nó càng thấp. Tiền ở nhà của nhà mình càng thấp thì cái tiền hỗ trợ càng cao. Nhưng quý vị có thể an tâm một điều rằng là tất cả những ai mà cầm cái voucher Section 8 housing trong tay đó thì quý vị chỉ phải trả cho cái tiền nhà của mình tối đa là 40% mà thôi. Ví dụ quý vị thuê cái căn chung cư nào đó, cái căn apartment nào đó 1.000 đồng thì quý vị chỉ phải trả tối đa là 40% của 1.000 đồng đó là 400. Tối đa 400, còn lại 60% còn lại là chính phủ liên bang họ lo cho quý vị. Và họ lo cho tới khi nào quý vị không còn muốn nữa, không muốn housing nữa, hay cho tới khi nào quý vị trúng số, quý vị giàu có rồi, quý vị muốn trả lại cái chương trình housing đó thì thôi. Chứ còn nếu quý vị vẫn còn đủ điều kiện, quý vị vẫn tiếp tục ở trong chương trình housing đó cho tới mãn đời luôn. Mà mỗi tháng được trả tiền như vậy thì có nghĩa là trúng số độc đắc. Trúng số. Đó là một cái, đăng cái chương trình trúng số độc đắc đó, Section 8. Và nó dễ dàng ở chỗ là có cái voucher này rồi thì quý vị dễ dàng cầm cái voucher đó để đi thuê nhà ở khắp nơi. Và rất nhiều chủ nhà họ rất là yêu quý cái voucher của quý vị. Tại vì lấy tiền của housing nó không có khó khăn như xưa. Bây giờ chủ nhà lấy tiền housing rất là dễ. Thành ra là họ sẵn sàng nhận. Nên quý vị dễ đi thuê nhà hơn. Thuê chung cư cũng được nè. Thuê nhà house. Ví dụ như nhà house ở ngoài, nhiều người ta cũng nhận. Rồi, đó là phần giải thích về chương trình housing để bà con của mình, ai chưa quen lắm về chương trình này quý vị biết là nó rất có lợi cho bà con mình. Rồi, riêng cái chương trình lần này ở San Francisco, cơ quan housing San Francisco á, nếu quý vị may mắn, quý vị nằm trong số 6.500 người mà được sổ số ra đó,
thì quý vị sẽ được hỗ trợ. Thí dụ như quý vị thuê một căn studio, quý vị sẽ được hỗ trợ cái voucher tối đa lên tới 2.669 đồng. Wow. Đó, studio. Nếu quý vị thuê một căn chung cư chỉ một phòng ngủ mà quý vị có cái voucher này trong tay, quý vị sẽ được hỗ trợ trả tiền hàng tháng lên tới 3.300 đồng cho một phòng ngủ. Một phòng ngủ nha quý vị. Còn thôi, nếu mà quý vị thuê căn chung cư mà hai phòng ngủ á, quý vị sẽ nhận được tiền hỗ trợ tối đa lên tới 3.949 đồng. Quý vị thấy con số không hề nhỏ. Đúng rồi, mỗi tháng cho mình, mỗi tháng cho mình rất là có lợi luôn nha quý vị. Rồi, bây giờ quay sang với cái điều kiện. Nãy giờ mình nói là quyền lợi của quý vị rồi đúng không? Bây giờ mình quay sang với điều kiện. Điều kiện là thu nhập trong cả gia đình của quý vị đó, nó phải dưới 50% thu nhập trung bình của cả vùng. Mà quý vị yên tâm đi, cái vùng của mình thu nhập cao lắm. Cho nên nếu mà quý vị thu nhập 50% á, nó cũng không có đến nỗi quá cao đâu. Thí dụ thôi, bây giờ tôi nói thí dụ, nhà nào mà gia đình chỉ có một người thôi thì thu nhập trong một năm của quý vị không được quá 65.050 đồng. Nhà nào bốn người thì thu nhập của quý vị không được quá 92.900 đồng một năm. Thí dụ như vậy, đó là cái mức tối đa mà thu nhập trong gia đình của mình được có để hưởng chương trình housing. Lỡ mà cộng hết trong gia đình mình mà nó cao hơn sau đó thì sao? Thì quý vị không đủ điều kiện thôi. Đơn giản là vậy. Thành ra quý vị cần phải biết cái con số định ra cho một gia đình, một người, hai người, ba người, bốn người, năm người ra sao. Rồi căn cứ vào đó quý vị biết mình có đủ điều kiện hay không. Nhà quý vị, thì tất cả đều nằm trên trang web của cơ quan housing của San Francisco. Quý vị chỉ cần trang web này, quý vị vào là quý vị tìm thấy đầy đủ thông tin hết trơn. Nào, bây giờ cái tiến trình làm sao để họ chọn ra mình nè, là bây giờ thì mình chuẩn bị, sau khi mình ghi danh xong, đơn quý vị sẽ được dồn lại một cọc. Đúng không quý vị? Người ta làm sao để chọn quý vị ra trong danh sách? Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe chi tiết hơn sau ít phút quảng cáo. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tất cả quý khán giả của Netflix TV. Chào mừng đến phần cuối của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Rồi, đó là với câu chuyện housing họ mở ra nhận đơn của quý vị. Rồi khi mà quý vị nộp đơn thì làm sao mà mình biết được là đơn của mình nó chọn ra bằng cách nào? Thì cho Thanh Tùng trả lời ngay, rất là đơn giản. Người ta sẽ nhận một mớ đơn của mọi người ghi danh xong, thì cơ quan housing của San Francisco họ sẽ sổ số. Tức là mỗi một cái đơn họ có một cái con số kèm theo cái đơn đó. Rồi sau đó người ta sẽ sổ số cho cái chương trình này. Rồi chọn ra 6.500 người may mắn từ tất cả số đơn ta nhận được. Đó cách đơn giản nhất. Điều thứ nhì quý vị cần biết rằng là bên cạnh đó sẽ có một số ưu tiên để đưa hồ sơ quý vị lên trên top, lên trên cao của cái danh sách chờ đợi. Họ sẽ lập danh sách chờ đợi thì sẽ có một số ưu tiên. Ưu tiên đó là gì? Ưu tiên đó là dành cho những quý vị nào là cựu chiến binh. Ngày xưa là cựu chiến binh có đi lính cho quân đội Hoa Kỳ. Hay là những quý vị nào thuộc về dạng tàn tật. Miễn quý vị được xác nhận là tàn tật thì hồ sơ ghi danh quý vị sẽ được đẩy lên trên top, đẩy lên trên hàng đầu. Thí dụ vậy, hoặc là những quý vị đã có nằm trong danh sách waiting list của một số chương trình housing khác rồi đó, quý vị cũng sẽ được ưu tiên lên trên hàng đầu. Thí dụ vậy, là quý vị sẽ đừng ngạc nhiên khi thấy, ủa, tại sao có một số người được ưu tiên hơn tôi? Nếu quý vị không nằm trong số những người ưu tiên đó thì dĩ nhiên hồ sơ của mình sẽ nằm ở bên dưới. Nhờ quý vị, sau khi quý vị ghi danh xong, quý vị sẽ nhận được thông báo từ cơ quan housing của San Francisco báo quý vị rằng là chúng tôi đã nhận đơn của quý vị rồi, và đơn của quý vị nằm ở danh sách nào. Khi mà đơn của quý vị nó lên tới trên, nó được di chuyển từ 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 lên trên á, thì quý vị cũng sẽ được thông báo là đơn của quý vị được lên trên. Cho nên người ta sẽ thông báo đầy đủ để cho quý vị yên tâm. Rồi bên cạnh đó là quý vị cho Thanh Tùng nhắc lại quý vị ghi danh, thứ nhất ghi danh online mà thôi, chứ không có ghi danh bằng giấy, in giấy ra điền rồi nộp đơn đi, không còn nữa. Ghi danh qua điện thoại thì lần này người ta không áp dụng, chỉ online mà thôi. Thật ra có rất nhiều người than phiền là tôi không rành internet, làm sao tôi ghi danh được, giả lại tiếng Anh tôi cũng không có rành, làm sao tôi ghi danh. Đây là cái trở ngại rất lớn dành cho những quý vị
cao niên và dành cho những quý vị không nói được tiếng Anh thì trở ngại vô cùng. Thì chỉ có cách là quý vị thứ nhất nhờ con cái, người thân trong gia đình điền đơn gửi đi giùm cho quý vị. Điều thứ nhì, nếu quý vị cần được sự giúp đỡ của các tổ chức vô vụ lợi, có hàng loạt các tổ chức vô vụ lợi, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị mà không tính tiền. Những danh sách nào thì nó nằm luôn ở trên trang web của cơ quan Housing San Francisco. Vào trong đó quý vị thấy hàng loạt danh sách luôn. Chọn quý vị thích tổ chức nào cứ chọn để người ta giúp cho quý vị. Điều kế tiếp nữa cho Thanh Tùng nhắc là ghi danh cho chương trình Housing không riêng San Francisco mà cho tất cả các thành phố, các quận hạt khác, các tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ là hoàn toàn miễn phí. Không bao giờ có bất kỳ một lệ phí nào cho ghi danh Housing. Là nếu mà quý vị có nghe ai đó nói với quý vị nào là để cho tôi giúp, rồi tôi tính một cái khoản lệ phí nào đó thì quý vị nên xem lại có nên tin cái người đó hay không. Hay là một cái tổ chức ở đó nói rằng là chúng tôi đang nhận đơn ghi danh Housing. Thanh Tùng thấy dạo gần đây có trên Facebook, ở trên Facebook, không biết sao Facebook lại cho người ta được quảng cáo như vậy. Họ nói rằng là chúng tôi đang mở ra cái chương trình Housing Section 8. Ghi danh với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giúp quý vị có cái voucher Section 8. Ai mà không biết á, bấm vào cái đường link đó thì điều đầu tiên là gì? Hãy trả lời một số các câu hỏi liên quan tới thông tin cá nhân của quý vị trước. Rồi chúng tôi sẽ giúp quý vị sau. Và cẩn thận nha quý vị, cẩn thận. Đó là cách để người ta ăn cắp thông tin cá nhân của quý vị. Thành ra hết sức cẩn thận. Không có cái vụ mà tiền lệ phí, cũng không có cái vụ mà thông tin cá nhân như vậy. Quý vị phải vào thông tin chính xác của cơ quan chính phủ đàng hoàng, được chưa? Ghi danh khoảng từ 10 tới 20 phút là xong. Đơn giản lắm, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ quan trọng một lần nữa quý vị là làm sao có được đường link. Thì quý vị chịu khó, nếu quý vị nào đang xem chương trình trên TV của Net Việt TV thì mời quý vị vào YouTube của Net Việt TV, hay là quý vị bấm ở trên YouTube chỗ tìm kiếm á, quý vị bấm Hot Tips với Thanh Tùng ở cái tuần lễ này nè. Thì khi mà quý vị thấy hiện lên trên YouTube cái phần chương trình hôm nay đó, ở bên dưới cái clip nó có cái chữ More, click vào chữ More Description á, sẽ có đường link dành cho cơ quan Housing San Francisco. Lấy cái đường link đó đem về cho trang của mình để ghi danh. Được chưa quý vị? Nha, chịu khó giùm cho tụi em lấy đường link bằng cách đó. Bây giờ cho em nhắc lại một lần nữa nè, sẽ bắt đầu mở ra để nhận đơn ghi danh. Đó là 8 giờ sáng của ngày 23 tháng 10 bắt đầu nhận đơn ghi danh, và sẽ đóng sổ vào lúc 6 giờ chiều của ngày 6 tây tháng 11. Ồ, 5 giờ chiều hay 6 giờ chiều? 5 giờ chiều của ngày 5 tây tháng ngày 6 tây tháng 11. 5 giờ chiều 6 11 là đóng sổ, được không quý vị? Nha. Rồi, chúc cho quý vị may mắn. Bây giờ Thanh Tùng nhận được khi mà có cái thông tin này xong á, thì Thanh Tùng nhận được rất nhiều những câu hỏi là tôi đã có ghi danh rồi. Tôi đã có ghi danh Housing rồi mà bây giờ tôi có nên làm lại hồ sơ ghi danh hay không? Thì nói thiệt rằng là Thanh Tùng không có câu trả lời cho cái vụ này. Tại vì hồ sơ ghi danh thì chỉ có một người có thể một cái hồ sơ như vậy gửi lên cho cơ quan Housing. Nhưng nếu Thanh Tùng mà là quý vị, em ghi danh lại. Em ghi danh lại. Tại vì mình không biết cái hồ sơ của mình. Có rất nhiều người á, họ ghi danh và họ chờ đợi 17, 18 năm nay. Đúng. 17 năm chờ đợi quý vị, không nghe nói gì trơn trời. Cho nên họ nản, nhưng rất nhiều họ nản. Thì có thể là hồ sơ của mình nó đã lạc trôi, lạc trôi theo dòng đời đâu hết trơn rồi. Nên nếu Thanh Tùng là quý vị, Thanh Tùng cứ ghi danh lại, đâu ai bắt lỗi gì mình đâu, đúng không? Mình ghi danh lại để coi tình hình sao. Rồi coi, xin trả lời một số quý vị nữa là tôi không phải cư dân San Francisco, tôi sống ở San Jose. Rồi tôi nghe thông tin này tôi có thể ghi danh được hay không? Thì như Thanh Tùng giải thích ngay từ đầu, quý vị vẫn có thể ghi danh được như thường, người ta sẽ vẫn nhận đơn quý vị. Nhưng người ta có chọn quý vị hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người ta sẽ ưu tiên cho cư dân của San Francisco. Nhưng biết đâu chừng, đây là số mà. Đây là số nữa mà. Nhưng khi nếu quý vị may mắn thì sao? Tại sao mình lại bỏ cơ hội? Giống như mua vé số, quý vị nói rằng là thôi, vé số có bao giờ trúng đâu, như bà chị Ngân Hà. Cái anh nói trời, làm sao tới phần mình trúng. Nhưng nếu không mua vé số là không có cơ hội. Mua vé số là có cơ hội, trúng không biết, nhưng chắc chắn có cơ hội. Còn nếu không mua vé số là không có cơ hội. Như bây giờ nhà Housing Agent nó trời khó thế mồ. Quý đâu có biết, có người người ta ghi danh 17 năm không có, còn có người mới ghi danh cái còn. Dạ đúng rồi. Thấy không?
nó làm như là cái gì đó nó cái giận hơn nó tới và giận hơn giận mệt vậy đó quý vị. Thành ra là tại sao không nha, quý vị cứ thử, chúc cho quý vị may mắn. Thanh Tùng nhớ là từ hồi mình có cái chương trình Hot News với Thanh Tùng á, Hot Tip với Thanh Tùng luôn á, là có nhiều chương trình housing, nhất là housing cho San Jose đó. Và khi mà mình rao lên á, chương trình tụi em rao lên quý vị, rất nhiều các chú các bác các cô đã lấy đơn ghi danh và có được housing, đã có được housing rồi. Và các cô các chú cảm ơn nhiều, cảm ơn cái chương trình tiết mục Hot Tip với Thanh Tùng rất là nhiều. Còn ngược lại tụi con mà nghe các chú các bác các cô mà có nhà housing, tụi con cũng mừng không kém luôn. Tụi con mừng lắm, ngon mừng lắm. Mong là mọi người đều sẽ được may mắn. Còn bây giờ, liên quan tới câu chuyện của những người nào làm chủ cơ sở thương mại dịch vụ, quý vị có thể sẽ nhận được số tiền grant, tức là số tiền hỗ trợ, tiền thưởng á, lên tới là 25.000 Mỹ Kim tiền mặt. Nha quý vị, và quý vị phải ghi danh trước ngày 27 tây tháng 10 sắp tới. Chương trình này là chương trình được tài trợ bởi một công ty có tên gọi là Hello Alice. Chương trình Hello Alice là nhằm giúp đỡ cho những chủ nhân cơ sở thương mại dịch vụ mà có nhiều sáng kiến, có nhiều sáng tạo, đầy tham vọng trong việc mở rộng bành trướng cơ sở thương mại dịch vụ của mình á. Và quý vị chứng minh được là quý vị có cái đường hướng để phát triển cơ sở thương mại thì quý vị có thể là đủ điều kiện để nhận được 25.000 đồng tiền hỗ trợ cho cơ sở thương mại, đặc biệt chỉ dành cho tiểu thương mà thôi. Những quý vị nào mà công ty mà có 5-6-70 nhân viên thì không phải trong chương trình này rồi. Đây là dành cho tiểu thương small business nha quý vị. Một số các điều kiện, Thanh Tùng thấy thí dụ thôi nè. Một số các điều kiện hết sức là đơn giản luôn. Bao gồm ha, đây Thanh Tùng nhìn xem. Điều kiện bao gồm thứ nhất là quý vị phải là cơ sở thương mại dịch vụ làm ăn là có lời. Tức là mình lợi ăn lỗ chịu á. Chứ còn mình không phải là tổ chức vô lợi là không có tiền lời gì hết. Là cơ sở của quý vị phải có lời ăn lỗ chịu. Điều thứ nhì là thu nhập của công ty của quý vị đó, doanh thu đem về phải dưới 1 triệu đồng, dưới 1 triệu đồng một năm. Rồi, được cái điều kế tiếp nữa là quý vị phải là người chú tâm phục vụ cho khách hàng của mình, chứ phải mở tiệm chơi cho vui, đúng không? Rồi, đâu nữa nè? Rồi, quý vị phải chứng minh được là cái tiền 25.000 đồng này mà quý vị lấy về đó, quý vị phải chứng minh được quý vị sẽ dùng nó cho những mục đích gì để mở rộng cơ sở thương mại của mình. Có 4 điều kiện đó thôi. Em thấy đơn giản á. Đơn giản, đúng không? Nhưng cái quan trọng là làm sao chứng minh được cái đường hướng phát triển của cái cơ sở của mình á, cho người ta thấy. Thì Thanh Tùng có trang web của Hello Alice để quý vị vào, quý vị ghi danh. Nhớ làm ơn danh trước 27 tháng 10 dùm tụi em. Cũng vào trong YouTube Hot Tips với Thanh Tùng tuần này, hoặc là vào trang YouTube của Net Việt TV nha quý vị. Lấy cái đường link xuống dùm cho tụi em. Như là tuần này mình có hai đường link. Rồi, chúc cho quý vị may mắn. Còn bây giờ, thưa quý vị, chỉ còn những phút cuối cho chương trình mà thôi. Bây giờ thì em mời chị Ngân Hà có lời chúc cho bà con của mình. Ngân Hà thân ái chào tạm biệt và xin chúc quý vị có một ngày thiệt là bình an, nhiều tiếng cười, niềm vui và nghĩa là sức khỏe sẽ đến với quý vị, bên người thân, gia đình và bạn bè. Thanh Thảo cũng vậy, mình chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, thật là vui trong ngày cuối tuần và luôn luôn yêu đời. Còn quý vị ơi, chúng ta đã bắt đầu tiến vào những tuần cuối của tháng 10, có nghĩa là sao? Nhiều nơi lá vàng rơi, để quý vị đến check-in, chụp hình bỏ lên Facebook cho thiên hạ lé mắt. Chúc cho quý vị có nhiều tấm hình thiệt là đẹp. Ba chị em của em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.